Thầy Danh đã hướng dẫn các em giải bài kiểm tra 45 phút. Bây giờ chúng ta vào bài số 1. Bài 1 là cho tứ diện điều ABCD có cạnh là A, tính khoảng cách từ A đến BCD. Rồi, dễ hình ha. Tứ diện điều có nghĩa là đấy đấy là tam giác điều và AOU. Cho đây là M, đây là N. Thì tứ diện điều có cạnh là A, tính khoảng cách từ A đến BCD. Khoảng cách từ A đến BCD. Tứ diện điều tất cả các cạnh bằng A. Thì tính khoảng cách từ một điểm tới mặt phẳng á. Tính khoảng cách từ một điểm tới mặt phẳng đây. Khoảng cách từ A đến BCD là từ A mình phải dựng được đường vuông góc với BCD. Ta có AO vuông BCD rồi. Do hình chóp tứ diện điều á, suy ra khoảng cách từ A đến BCD là AO. Thì ta tính AO là xong, dùng tam giác xét tam giác vuông của AOD. Ta có AO sẽ là căn của AD bình trừ OD bình. AD là A rồi, giờ tính OD thôi. O là trọng tâm, OD bằng 2/3DM. Mà DM là đường cao của tam giác điều là cạnh nhân căn 3 chia 2. Nên từ đó em ra được OD sẽ bằng là 2/3 A căn 3 chia 2, đơn giản đi. A căn 3 chia 3. Đây chính là DM. Chính là OD, có OD ráp vô. Vậy đây chính là khoảng cách AO. AD là A bình trừ cho A căn 3. A bình chia 3. Đây ta lấy máy ta bấm được rồi ha. 3/1 là 2 A bình. Sẽ là A căn 6 chia 3. Vì đây chính là đáp số bài toán. Và bài số 2. Cho hình chóp tam giác điều có cạnh đáy bằng A, dễ hình rồi nha. Đường cao là FO. Giống cái hình bên kia thôi. Hình chóp tam giác đều có cạnh đáy là A, FO là A căn 3 chia 3. Rồi, tính khoảng cách từ O đến cạnh FA. Tính khoảng cách từ O đến FA. Thì tính khoảng cách từ O đến FA là từ O mình dựng cái đường vuông góc với FA. Từ O mình hạ cái đường vuông góc với FA là OH. Thì khoảng cách đó chính là cái đường OH. Thì tôi nói là kẻ OH vuông FA. Từ đó ta suy được khoảng cách từ O đến FA chính là OH. Đây là tam giác vuông. Xét tam giác vuông SOA. Ta dùng hệ thức lượng 1 trên OH bình bằng 1 trên OS bình cộng 1 trên OA bình. OS là A căn A 3 chia 3 rồi. Giờ tính AO. AO là 2/3 AN. AN là đường cao, là cạnh căn 3 chia 2. Suy ra AO bằng 2/3 AN. Chỉ AO sẽ là 2/3 A căn 3 chia 3. Đơn giản. A căn 3 chia 2, AN là A căn 3 chia 2, đơn giản đi. A căn 3 chia 3. Thì có AO rồi, ráp vào. Thì sẽ là 1 trên OH bình. 1 trên OS bình. Cộng 1 trên OA bình. Thì ta rút gọn này đi. 2 này 3/9 là 1/3 nè, vậy là 3 chia A bình cộng 3 chia A bình sẽ là 6 chia A bình. 2 là 6 chia A bình. Thì suy ra OH sẽ bằng là A bình chia 6, OH bình ha. Thì từ đó em ra được OH sẽ là A căn 6 chia 6. Đây chính là đáp số rồi.
Bài 1, bài 2 là bài dễ ha. Chúng ta coi kỹ là bài 1, bài 2 thì qua bài 3. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy là 2A, cạnh 3A, cạnh bên là 2A. Tính khoảng cách từ S đến ABC. Chóp tam giác đều SO. Hình chóp tam giác đều có cạnh đáy là 3A, cạnh bên là 2A. Tính khoảng cách từ S đến ABC. Tính khoảng cách từ S đến ABC. Vậy để tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng ABC, từ S ta kiếm cái đường vuông ABC, đó chính là SO. À, ta có SO vuông ABC chia ra khoảng cách từ A đến SBC, ABC, từ S đến ABC là SO. Vậy sử dụng tam giác vuông của SOC, tính SO chính là căn S7 trừ O7. SC là 2A rồi, tính OC. OC là 2 phần 3 CM. Tính CM đường cao là cạnh nhân căn 3 chia 2. Vậy suy ra được là CO sẽ bằng là 2 phần 3 CM. CO sẽ bằng là 2 phần 3 3A căn 3 chia 2. Đơn giản đi, thì nó là A căn 3. Có CO rồi, ráp vô tính SO. SC bình là 2A bình, bình lên là 4A bình. Trừ cho OC bình, OC bình là 3A bình. Vậy trừ đi nó sẽ là căn A bình. Vậy kết luận SO chính là A. Đó là bài số 3. Chúng ta qua bài số 4. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng A, chiều cao là A căn 2, tính khoảng cách từ O, tâm của đáy đến một mặt bên. Hình chóp tứ giác đều, giả đáy là hình bình hành nha. Hai đường chéo gặp nhau tại O, giả SO vuông. Tính khoảng cách từ A, B, C, D. Rồi, cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là A nè. Đáy là hình vuông, chiều cao là A căn 2. SO là A căn 2. Tính khoảng cách từ O. Tính khoảng cách từ O đến một mặt bên. Phải lấy cái mặt bên là SCD nha. Mặt nào cũng được, ta chọn cái mặt bên phải dễ tính hơn. SCD. Tính khoảng cách từ O đến SCD. Đây là O. Đây là mặt SCD. Đó. Tính khoảng cách từ O đến SCD là từ O mình kiếm nó một mặt phẳng phụ chứa O và U với SCD thì kẻ OM OI đi ha, OI vuông với CD có nghĩa là CD vuông với mặt SOI, nói SI lại à. Thì từ O mình nhận cái đường vuông góc với giao tuyến là SC, thì SC đó chính là khoảng cách từ O đến SCD kẻ OI vuông với CD mà dừng luôn đó, dừng OJ vuông với SI mà OJ vuông với CD vì để chứng minh chỗ này nha, CD vuông với OI mới kẻ CD vuông với SO. Vậy suy ra CD vuông SOE. Từ đó ra được CD vuông với OJ là vậy. Chỉ có hai này ta suy được là OJ sẽ vuông góc với mặt phẳng SCD. Sau khi ta chứng minh được cái điều này rồi, ta mới suy được là khoảng cách từ O đến SCD đó là đoạn OJ. Khó khăn nhất là chứng minh ở chỗ này. Thì sau khi ra được OJ rồi, ta dùng cái hệ thức lượng trong tam giác vuông SOE. 1 OJ bình bằng 1 trên OI bình cộng 1 trên OS bình. Dùng tam giác vuông SOE, ta có
một trên ô dây bình, một trên ô s bình cộng một trên ô y bình. Ô s có rồi là a căn 2 và tính ô y. Đây là hình vuông thì này là trung điểm luôn, vậy là ô y là đường trung bình ha. Ô y là đường trung bình sẽ là bc chia 2, vậy là có là ô y sẽ là bc chia 2, bc là a chính là a chia 2. Mình đặt bên đây nha, từ đây mình ráp vào một trên ô dây bình. OS bình là A căn 2 bình là 2A bình cộng trên 1 trên OY bình là A bình chia 4. Nó sẽ là 1 trên 2A bình cộng 4 trên A bình. Quy đồng đi ha. 2A bình nhân 2 vô là 8 cộng 1 là 9. Thì từ đây em ra được OZ bình sẽ là 2A bình chia 9. Sẽ ra OZ sẽ bằng là A căn 2 chia 3. Đây chính là đáp số bài số 4. Chúng ta coi kỹ lại ha, đây qua bài số 5. Bài số 5 thì nó phức tạp hơn, khó nhất trong cái bài kiểm tra. Cho hình chóp SABCD có đáy là nửa lục giác đều ABCD nội tiếp trong đường tròn đường kính là AD. Mình vẽ đường tròn có đường kính là AD. Nội lục giác đều thì này chia làm 3 đoạn bằng nhau nha. Vẽ cái đáy đây ABCD. 3 này bằng nhau. Nội tiếp lục giác đều. Cho SA vô mặt đáy ABCD. Đường cao là SA vô mặt đáy ABCD. Nói lại, đây chính là hình chóp. Đây cho. Cho đây là tâm O. Hình chóp lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính AD để cho là 2A. Cạnh bên SA vô mặt đáy và SA là A căn 6. Rồi, tính khoảng cách từ A đến SCD. Tính khoảng cách từ A đến SCD. Để cho như vậy. Đây là A, đây là SCD. Để tính khoảng cách từ A đến SCD bài này là từ A ta phải dựng cái đường vuông góc với mặt SCD. Vậy ta thấy cái góc này là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, góc DCA. Góc này là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, đường kính là AD nên góc này là góc vuông. Đó là ở lớp 9 ha. Vậy từ đây ta ra được là CD vuông với AC, CD vuông SA có nghĩa là CD vuông mặt phẳng S AC. Vậy là SCD vuông với SAC và cắt nhau theo giao tuyến CD. Từ A em dựng cái đường vuông giao tuyến CD, đó là khoảng cách cần tính A. Ta trình bày kỹ. Ta có CD vuông với AC. CD vuông với SA thì đang chứng minh cái CD vuông cái mặt đó. CD vuông mặt SAC kẻ AH vuông với SC mà AH vuông với CD vì CD vuông với SAC mới chứng minh trên mà AH chứa trong SAC nên suy ra CD vuông AH. Hai thằng này đủ để suy ra được AH vuông với mặt SCD. Vậy từ đây ra được khoảng cách từ A đến SCD chính là AH. Đó là một buổi trời để mình ra được cái đoạn AH là khoảng cách cần tính. Bây giờ đi tính. Tính AH thì ta dùng tam giác vuông FAC. Tam giác vuông này FAC. 1 trên AH bình, 1 trên AS bình, cộng 1 trên AC bình.
xếp tam giác vuông SAC 1 trên AH bình. S bình 1 trên AC bình. AS có rồi là A căn 6, bây giờ tính AC thôi. Không? Đây là AC. Không? Tính AC thì ta dễ, ta dùng tam giác vuông ACD tính. Ta thấy là AC bình bằng AD bình trừ DC bình. Ta dễ dàng ta nói lời này ta thấy. Thấy cái hình là OBCD là hình thôi, nên OB cũng bằng DC. OB bằng DC là bán kính luôn. Thì này, trong một tam giác vuông, trong một tam giác vuông, đường trung tuyến OC ứng với cạnh nguyện AD thì bằng một nửa AD, có nghĩa là OC sẽ bằng là A. Vậy là OC bằng A cũng bằng OB bằng A và bằng AB luôn. Tương tự cặp này bằng cặp này, này bằng này. Vậy là DC sẽ bằng OB cũng bằng A luôn. Đó là chỗ đó ha. Tính AC đây. Tam giác vuông ACD ta có là AC sẽ là căn AD bình trừ DC bình. Đó. Mà DC sẽ bằng là OB luôn, bằng OC luôn, bằng A. D chia 2 sẽ bằng A. Ta dễ dàng có cái hình đó là hình thôi ha. Do đó là lục giác đều đó, nên suy ra được AC của em sẽ bằng là căn của AD bình là 4A bình trừ DC bình là A bình, sẽ là 3A bình chính là A căn 3. Để em ráp vào. AS chính là 6A bình 1 trên AC bình là 3A bình. Thì ta quy đồng lên, đây là 6A bình 2. Không, 2 nhân vô là 2 là 3. Vậy là từ đây ta rút giãn đi, chính là bằng 1 trên AH bình sẽ bằng là 1 phần 2 A bình. Thì suy ra AH bình 2 A bình, suy ra AH sẽ là A căn 2. Đây chính là đáp số bài toán. Đây là câu khó nhất trong bài kiểm tra. Thì các em coi bài kiểm tra của thầy xong thì các em coi mình được bao nhiêu điểm. Sau khi thầy nhận bài, thầy chấm bài, thầy sẽ gửi điểm lại các em. Bài giải của thầy tới đây là hết. Chào các em, chúc các em một ngày thật vui.